Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh, đến hết ngày 21 tháng 5, đã có 4 trong tổng số 9 huyện thành phố bùng phát ổ dịch bệnh tả lợn châu Phi. Virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi có độc lực mạnh nên tốc độ lây lan nhanh, làm chết nhiều lợn, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho người chăn nuôi. Tính từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 52 hộ thuộc 14 thôn tổ của 4 huyện thành phố. Cơ quan chức năng đã buộc phải tiêu hủy 546 con lợn với tổng trọng lượng gần 33 tấn. Qua điều tra của cơ quan chức năng, nguyên nhân bệnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát đồng loạt ở nhiều địa phương trong tỉnh có thể do người dân mua bán vận chuyển lợn bị nhiễm bệnh từ tỉnh khác, không có giấy chứng nhận kiểm dịch vào địa bàn nuôi, làm phát sinh dịch bệnh. Bệnh dịch phát sinh đang gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi. Vì thế, tất cả hệ thống chính trị cần tích cực tuyên truyền vận động người dân cam kết không giấu dịch, không bán chạy lợn bệnh, không vứt xác động vật ra môi trường, tiêu hủy lợn mắc bệnh, bị chết theo đúng quy định. Tiến hành rà soát thống kê tổng đàn lợn, vệ sinh khử trùng, tiêu độc ổ dịch và khu vực xung quanh. Khi có kết quả xét nghiệm lợn bệnh dương tính với virus gây bệnh, trong vòng 24 giờ phải hoàn tất việc tiêu hủy, không để phát tán lợn và các chất thải ra môi trường xung quanh và giám sát chặt chẽ ổ dịch. Các địa phương đã được cấp gần 3.000 lít hóa chất phun khử trùng. Đồng thời, hộ chăn nuôi chủ động mua vôi bột rắc toàn bộ khu vực chăn nuôi, lối ra vào khu chăn nuôi, gia đình, hạn chế đến mức thấp nhất người ra vào khu vực chăn nuôi để hạn chế phát tán mầm bệnh trong môi trường. Hiện các địa phương cũng đã thành lập thêm các chốt kiểm dịch động vật, tổ cơ động nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn ra vào địa bàn các huyện, thành phố.